Sống biết ơn, yêu thương vô điều kiện, sau đó bạn đi làm phước thiện không giới hạn, cam kết với bạn nội lực của bạn tăng trưởng cực nhanh. Chị ơi, cho em hỏi làm sao để vun bồi nội lực ạ? Cách vun bồi nội lực và phát triển bản thân tốt nhất mà tụi An từng biết, nó không phải là đọc sách. Nó cũng không phải là đi học các khóa phát triển bản thân, mà nó là làm phước thiện không giới hạn. Sống biết ơn, yêu thương và làm phước thiện không giới hạn. Đó là cách vun bồi nội lực tốt nhất. Bạn hiểu không? Là cách vun bồi nội lực tốt nhất. Sống biết ơn, yêu thương vô điều kiện, sau đó bạn đi làm phước thiện không giới hạn, cam kết với bạn nội lực của bạn tăng trưởng cực nhanh. Khi bạn thấy rằng, ô tại sao tôi lại phải làm cái việc đó nhỉ? Cái việc này khó khăn thế. Ví dụ như tổ chức một khóa học chữa lành tại trại, cai nghiện ma túy là một việc cực kỳ khó khăn. Với toàn đối tượng mà bị xã hội này hắt hủi, nhưng tôi ăn biết là đối tượng đó đầy nỗi đau. Vậy tại sao tôi phải làm cái điều này mà tôi không 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 được tiền, tôi cũng không được gì, tại sao tôi phải làm? Và lúc đó bạn sẽ chỉ làm được khi nội lực của bạn đủ mạnh. Và nội lực của chúng ta sẽ rất mạnh khi chúng ta làm những việc không phải vì mình mà vì người khác. Vì người khác, sau đó mình phải nỗ lực hết sức để mình giúp cho người ta, mình nghĩ đủ mọi cách ấy. Lúc đó nội lực của mình rất tăng trưởng. Nhưng thường nội lực của chúng ta không tăng trưởng vì cứ gặp khó khăn là chúng ta né. Cứ gặp khó khăn là chúng ta sợ. Và cứ gặp khó khăn là chúng ta đổ lỗi cái khó khăn đấy cho người khác. Vậy nội lực của chúng ta sẽ không bao giờ tăng trưởng. Nội lực của bạn chỉ được tăng trưởng trong khó khăn. Vậy nếu ai đó đã đang rất khó khăn thì chúc mừng, vì đó là cái nôi để bạn phát triển nội lực. Và cái nội lực á, nó cũng phát triển từ việc bạn yêu thương và biết ơn rất nhiều. Nên là hai cái cuốn sách đầu tiên mà tụi An viết á, cái cuốn tập 3 lúc nãy vừa đọc cho các bạn là cuốn 90 ngày làm chủ cảm xúc. Đây, cuốn tập 1 là 90 ngày thực hành biết ơn. Tập 2 là 90 ngày thực hành yêu thương vô điều kiện. Bởi vì biết ơn và yêu thương vô điều kiện á, nó sẽ giúp cho bạn có nội lực và sức mạnh để bạn có thể kham nhẫn, nhẫn nại. Bạn nghe một người đang cáu giận, đang buồn, ví dụ như ông chồng mình mà mình không phản ứng gì mà mình vẫn vui. Chỉ có lòng biết ơn và tình yêu thương vô điều kiện mới có thể giúp cho bạn làm việc đó. Vậy những bạn nào ạ mà đang có sách rồi ạ, các bạn làm ơn thực hành sách giúp cho tôi An. Vì tôi An biết rằng có rất nhiều bạn sở hữu cái bộ sách này vì tốc độ bán ra của nó cũng nhanh. Nó là 90 ngày thực hành biết ơn và yêu thương vô điều kiện. Nhưng có những bạn á, thực hành đến ngày số 10 xong nó chán rồi. Vậy là chúng ta bảo, ôi em còn bận lắm rồi, em không có thời gian. Đấy là chúng ta thấy khó khăn là mình né, là nội lực của mình không được vun bồi. Nhưng nếu chúng ta kiên trì thực hành giúp cho Tuệ An trong vòng 90 ngày, cam kết là lòng biết ơn và tình yêu thương vô điều kiện của các bạn sẽ được tăng trưởng mạnh mẽ. Và khi mà bạn tăng trưởng mạnh mẽ thì lúc đó là nội lực của các bạn được được vun bồi.